Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Sáng nay em test cái đầu Pioneer N50A ha và các chức năng của nó. N50A thì con này nó là phiên bản nâng cấp của con N50 với cái chức năng là nó đọc được file định dạng DSD. File mà định dạng cao nhất hiện nay ha và khả năng giải mã 32 bit. Con này có các cổng USB A ở phía trước, USB B ở phía sau để kết nối với máy vi tính, cổng quang và cổng đồng trục. Yeah. Chất âm của Pioneer thì nó rõ ràng chi tiết ha, tiếng sáng. Pioneer N50 con này có khả năng đọc được ổ cứng định dạng tới 2, định dạng FAT32 lên tới 2 terabyte nha các bác. Màn hình màu rất là đẹp và lớn, màn hình nó lớn ha, lớn hơn con N50. Thì ở đây em có các công cụ để test ha. Trước tiên là em test chức năng, có chức năng của nó là kết nối AirPlay không dây với điện thoại iPhone nè. Test chức năng Bluetooth qua cổng đồng trục ha. Và test chức năng giải mã từ TV qua cổng quang. Thì nhân tiện đây em cũng giới thiệu một cái cục bắt sóng Bluetooth ha, chính hãng, bảo hành 12 tháng. Nhiệm vụ của nó chỉ là bắt sóng Bluetooth thôi, không có chức năng nào khác. Và nó có hai đường ra ha, hai đường ra là một đường quang và một đường đồng trục nhé bác. Đó, con này là chuyên chỉ bắt Bluetooth và ra tín hiệu quang và đồng trục. Rồi, giá của con này, của cái cục này là 850.000 ha, chưa bao gồm phí ship nhé bác. Hiện giờ là em đang cho nó đọc USB file DSD ha, file DSD. Thì đây là những cái file DSD, cái đuôi của nó là có tên là DFS ha. Thì em sẽ phát trước ha, là mình thử chức năng của USB trước nhé bác. Đó. Thì cho nó phát. Người quen nàng này là nữ cứu thương.
đó là chức năng đọc USB với file định dạng DSD. Bây giờ em sẽ chuyển qua cái phần tiếp theo là mình giải mã từ đường quang. Đường quang thì nó là Digital In 2 ha. Đường quang của cái giải mã này là Digital In 2. Và TV mình nhớ dùm em là setup về xuất âm cổng quang ha, để cho nó phát huy cái tác dụng tốt nhất. Digital In 2 ở đây ạ. Rồi đó là phần giải mã từ TV ha. Và bây giờ em sẽ tiếp tục bằng cái chức năng là kết nối không dây với điện thoại iPhone ha. Sau khi mình cắm dây mạng LAN và cắm dây mạng LAN cho cái đầu 50A này. Dây mạng LAN là dây đỏ này các bác ha. Dạ, sau khi mình cắm cái dây đó rồi thì ở trên điện thoại iPhone mình sẽ, nó rất là đơn giản ha. Mình kéo nó lên thế này. Điện thoại này của em thao tác nó hai tay cho nên nó hơi đây, kéo lên nha. Em làm lại nhé bác. Dạ, mình kéo ở dưới này kéo lên nha. Đó, thì ở trong cái phần phát nhạc này nó sẽ hiện ra ha, tự động nó sẽ nhận cái nền 50A nhé bác. Đó, tự động nó nhận N50A và mình bấm chọn N50A thì nó sẽ kết nối ha. Dạ, thì sau này nó sẽ kết nối với con N50. Rồi, mình sẽ mở Bluetooth lên. Đây, mở Bluetooth lên và phát nhạc ha. Đây em dừng nha, rồi phát nè. Đó, dừng nha. Dừng, phát nè. Rồi chọn qua cái khác nha. Phần nó kết nối không dây với điện thoại iPhone ha, thông qua mạng LAN. Rồi bây giờ tiếp tục là mình thử tiếp cái chức năng Bluetooth ha. Cục Bluetooth này bên đường Digital 1, tức là đường Digital 1, tức là đường đồng trục nha các bác. Thì em sẽ bật Bluetooth trên con điện thoại iPhone lên ha. Và ở bên cái cục nhận Bluetooth này, thiết bị nhận Bluetooth này, các bác nhấn giữ mấy giây nha cho nó chớp đèn. Rồi
Cái này đèn đang chớp nó đang dò ha. Và ở trên iPhone của mình nó sẽ hiện tên của thiết bị này là Urin 40855 ha. Mình nhấn vào đây để kết nối. Rồi, nó đã kết nối rồi ha. Rồi, xong mình quay ra. Và phát Bluetooth tiếp ha. Phát. Khi mà âm thanh nó hơi nhỏ thì các bác bật volume của cái điện thoại lên nhé các bác. Dạ, bật volume cái điện thoại lên. Đó là dừng ha, và mình đang xử lý đường digital in 1 nhé bác, đường đồng trục ha. Đường đồng trục mình lấy tín hiệu thông qua cục bắt sóng Bluetooth ha, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, giá là 850.000 và chưa bao gồm phí ship nha các bác. Rồi giờ phát lại nè. Dừng nè, phát nè. Rồi em vừa trải qua các cái phần test các chức năng ha, cổng quang, cổng đồng trục, kết nối không dây với iPhone ha, đọc USB. Còn một cái chức năng nữa là chức năng kết nối với máy vi tính qua cổng USB-B để phát nhạc từ máy vi tính. Thì cái đó thì các cái clip trước em có, nếu mà các bác nào có nhu cầu sử dụng máy vi tính có thể tham khảo lại ha. Và Pioneer N50A này hiện tại là không có thùng xốp nha, nhưng mà đẹp như mới, đầu kèm khiển, dây nguồn USB 32GB và dây quang, giá của nó là 15.800.000 ha, giá đã bao ship nếu các bác chuyển khoản đủ. Rồi bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em ha. Và em xin nhắc lại là bộ bắt Bluetooth Urin ha, chỉ có chức năng Bluetooth, có đường quang và đường đồng trục ra, bảo hành 12 tháng, bộ này có giá là 850.000 chưa bao gồm phí ship. Bác nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Rồi em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.